Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hokage đệ nhất Senju Hashirama, người được xem là nhẫn giả mạnh nhất trong thời kỳ chiến quốc. Ông mở đầu cho cuộc liên minh lịch sử tạo ra làng lá sau này. Với khả năng bộc độn, Hashirama dần khẳng định vị thế bố đời thiên hạ khi có thể bán hành cho cửu vĩ bọc Susanoo. Thậm chí với chiếc cúp huyền thoại, cụ còn thông chốt bắt được 8 chú vĩ thú mới nhú để chia cho các làng. Mặc dù có sức mạnh bá đạo trên từng hạt gạo, tuy nhiên, đệ nhất lại mang tư tưởng mãnh liệt về sự hòa bình, khác hẳn với thằng bạn tình Madara hay nói đạo lý nhưng lại dương tính với Mai Thúy. Hôm nay, mời anh em cùng Huy Huỳnh Senpai tìm hiểu về sự thật về sức mạnh của Senju Hashirama, nhẫn giả thánh nhân. Bạn là một Shinobi nhưng không tìm được nhẫn đạo của mình. Bạn muốn trở thành Hokage nhưng quên mất mình thuộc tộc Uchiha hay tại ngay Nosoki, ứng dụng dành cho những dân chơi cấm thuật. Với kho tàng đa dạng đủ theo loại, có hơn 600.000 hình nền, bao gồm cả anime 4D không che cho anh em thỏa sức lựa chọn. Ngoài ra còn có các tính năng độc đáo như kho hình nền động hay đặt ảnh cuộc gọi, và đặc biệt hơn, còn có thể tự tạo hình nền 4D hoặc cài đặt video TikTok làm hình nền. Tại ngay Nosoki để trải nghiệm cùng Hokage Bi Huynh, có sẵn trên Android và sắp có ở iOS. À, nhớ đánh giá 5 sao nữa nhé. Đầu tiên, để biết được sức mạnh cũng như những gì mà ông đã làm được trong thời kỳ đỉnh cao thì chúng ta cần phải tìm hiểu quá khứ. Ông được sinh ra trong thời kỳ chiến quốc, khi mà người người nhà nhà thay vì ngồi học toán và giáo dục công dân thì họ lại tổ chức những cuộc BK nhằm tìm cách leo top server. Hashirama với tư tưởng của ông trùm khét tiếng, luôn thi đua theo phương châm hòa bình mới là thứ tồn tại duy nhất, đánh nhau làm cái méo gì. Trong một lần chán đời, ông vô tình gặp, đồng thời làm quen được Madara. Trải qua những lần ăn nằm bí mật cùng nhau, họ dần dần trở thành đôi bạn cùng tiến. Tuy nhiên, sau hàng loạt drama về sự thật của cả hai người được tiết lộ, họ lập tức trở mặt còn nhanh hơn cả người yêu cũ, với phương châm vì tình đã bát canh chua, anh em kề khế tình nghĩa sau lờ, quay sang đâm nhau sứt đầu mẻ chán. Còn cậu em của Hashirama trong giây phút lỡ tay đã đưa em trai của Madara đi bán mối. Nhận thấy có hương vị cay cay nằm sâu trong cổ họng, cụ ma ngay lập tức quay trở lại cùng đôi mắt Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, tuyên bố chấp hết cả tộc Senju. Tất nhiên, sau vài pha tổng quất đi vào lòng đất là cái kết không thể bất ngờ hơn. Người đứng đầu gia tộc Uchiha nằm đo đường trước hai anh em tộc Senju. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi bốn, khi Tobirama chuẩn bị cho cụ ma đoàn tụ với thằng em trai thì ông đã ngăn cản, đồng thời đưa ra lời tả thính về ngôi nhà và những đứa trẻ, cùng lời hứa sẽ cho Madara làm Hokage. Kể từ đó, hai gia tộc Uchiha và Senju đã liên minh, tạo ra làng lá nằm trên mảnh đất Hỏa Quốc. Hashirama bằng huyết kế giới hạn mộc độn đã góp công lớn xây dựng nên ngôi làng. Vì thế mà thay vì Madara, người dân lại tôn ông lên làm Hokage đệ nhất. Trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi, Madara với sức mạnh mới cùng cửu vĩ quay trở lại thách đấu với đệ nhất. Và rồi cái kết vẫn không thay đổi là bao, cụ ma lại tiếp tục đo đường với chân ông. Trong khoảng thời gian còn làm Hokage, Hashirama với phương châm tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có, cụ đã phong ấn tất cả vĩ thú ngoại trừ nhất vĩ Sukaku, rồi phân chia cho các làng Free nhằm tạo ra một hiệp định hòa bình vững chắc. Đến cuối cùng, ước muốn hòa bình của ông vẫn không thể thành sự thật. Liên tục sau này các cuộc chiến tranh đều nổ ra khi ông chết đi. Ngoài ra còn một điều nữa, cái chết của đệ nhất hiện vẫn đang còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp trong Naruto. Tiếp theo, sức mạnh của Hashirama. Một trong những Shinobi mạnh nhất lịch sử, thậm chí ngay cả Uchiha Madara sau khi bán hành cho Ngũ Đại Kage ở Đại Chiến Ninja lần thứ tư cũng từng tuyên bố rằng Ngũ Đại Kage không có tuổi mà chỉ ngán mỗi thằng bạn tình. Vì là truyền nhân của Asura nên ông cũng tư hưởng sức mạnh từ thân thể và sức sống của lục đạo huyền nhân, nhờ đó mà cũng có cho mình lượng chakra khổng lồ. Trong cuộc đại chiến ninja lần thứ tư, đệ nhất cũng thừa nhận lượng chakra cửu vĩ mà Naruto đã phân phát cho toàn bộ lực lượng Shinobi là ngang bằng với ông. Thậm chí khi Orochimaru sử dụng Uế Thổ chuyển sinh để triệu hồi ra 4 Hokage, theo như lời của Kabuto, vốn dĩ Uế Thổ chuyển sinh nếu được thi chuyển hoàn hảo thì nó sẽ là một nhẫn thuật vĩ đại không có điểm yếu. Người bị triệu hồi sẽ không được thoát khỏi sự điều khiển của người sử dụng thuật. Orochimaru còn dùng Bạch Nhất Sư để gia tăng sức mạnh của Edo. Tuy nhiên, Hashirama với 100% sức mạnh đã dễ dàng thoát khỏi sự kèm cặp của cấm thuật này. Ngoài ra, với sinh lực không thua kém gì Tokuda, Hashirama cũng có khả năng chữa trị vết thương mà không cần phải kết ấn như đứa cháu Tsunade. Vì là một nhẫn giả thánh nhân nên ông cũng sử dụng được nhiều nhẫn thuật phức tạp, điển hình như cấm thuật ngũ trùng la sinh môn dùng để chống lại bom vị thú của Kurama được bọc Susanoo khi xưa bằng cách triệu hồi ra 5 cánh cổng vô cùng kiên cố. Chưa hết, ông còn thành thạo cả 5 phép biến đổi tự nhiên cơ bản, mà trong số đó khét tiếng nhất là huyết kế giới hạn mộc độn đã từng giải thoát cho cửu vĩ và bán hành cho Madara. Bằng cách biến đổi chakra thành dòng chảy sinh mệnh, ông còn có thể tạo ra cả một khu rừng to lớn,
Điển hình như tuyệt chiêu thụ giới hàng đạn mà Madara đã sử dụng để đưa sư đoàn 4 của Gaara vào cơn phê. Nếu Madara nhờ vào Sharingan mà khống chế được cầu vĩ thì thay vào đó, Hashirama với mộc độn cũng có thể điều khiển được các vĩ thú. Ngay cả vĩ thú mạnh nhất Kurama cũng chỉ được xem như con bét trước mộc long của ông mà thôi. Chính vì vậy mà sau này, Yamato, người được thừa hưởng gen của đệ nhất, đã dùng nó để kiểm soát chakra của cầu vĩ trong người Naruto, tránh việc nàng áo lên cơn đồ sát. Còn một điều nữa, vì có lượng chakra lớn, đệ nhất còn sử dụng được tên nhân thuật. Mặc dù không biết ông đã học ở đâu, thầy nào dạy, nhưng có một điều chắc chắn rằng, một khi cụ đã bật bóp này thì đừng hỏi bố cụ là ai. Đặc biệt với chiêu thức khét tiếng, thiên pháp tiên thủ Quan Âm, Hashirama đã đấm cho cầu vĩ bọc Susanoo không trượt phát nào. Ngoài ra, cũng trong đại chiến ninja lần thứ tư, thi chuyển minh thần môn để chế ngự thập vĩ, khóa chặt hướng di chuyển của nó. Tóm cái váy lại, khác với thằng em trai, Hashirama lại không chơi cấm thuật. Đổi lại những nhân thuật mà cụ sử dụng chỉ toàn cho một mình cụ xài mà thôi. Ngay cả con cháu đời sau, Yamato mặc dù sở hữu mộc độn nhưng lại không thể phát huy tối đa 100% sức mạnh của ông. Tiếp đến, cái chết của Hashirama. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin cụ thể nào về cái chết của đệ nhất. Ông ra đi nhưng vẫn không thể duy trì được hòa bình cho con cháu đời sau. Trong databook của Kishimoto có xác nhận, Hashirama đã chết trên chiến trường. Bằng chứng là khi Orochimaru sử dụng Uế Thổ chuyển sinh để gọi hồn cụ thì Hashirama vẫn còn rất trẻ, đủ sức để vật chết cả một con bò chứ không phải do tuổi già như nhiều người vẫn nghĩ. Hơn nữa, với sức mạnh bá đạo trên từng hạt gạo tại thời điểm đó thì việc có một shinobi nào đánh bại được ông là điều gần như không thể. Cho nên, với kinh nghiệm nghìn năm văn võ, tôi xin đoàn dự về cái chết của đệ nhất. Đầu tiên là về tiên nhân thuật của ông. Nếu như Naruto và Jiraiya tu luyện tiên nhân thuật thông qua sự chỉ dẫn của những con cóc ở Cáp Mỗ Sơn thì tự hỏi tiên thuật Hashirama học được từ đâu. Dựa vào khả năng trị thương không cần kết ấn cùng với hình dạng đồng tử ở mắt, rất có thể tiên thuật mà cụ có được xuất phát từ loài sen. Với một người sinh ra trong thời kỳ chiến quốc, việc ông phải liên tục chiến đấu với các đối thủ mạnh sẽ không thể tránh khỏi. Chính vì thế sẽ không có gì lạ nếu ông dùng tiên thuật nhiều lần để tự hồi phục. Ngoài ra còn một điều nữa, so với những loại tiên thuật khác, người dùng luôn phải hấp thụ chakra tự nhiên để có thể duy trì được trạng thái hiền nhân, giống như phương pháp của Naruto dùng phân thân để tích tụ. Còn Hashirama, do có lượng chakra dồi dào và khả năng kiểm soát tốt, cho nên cụ đã có cho mình khả năng duy trì trạng thái tiên nhân không bị giới hạn về thời gian. Chính vì thế, rất có thể do phải sử dụng cảnh giới tiên nhân quá nhiều, khiến cho ông bị suy giảm tuổi thọ, sức mạnh suy yếu đi đáng kể. Bằng chứng là trong chapter 625, mặc dù vẫn chưa bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, nhưng đệ nhất có nói rằng sẽ nhường lại vị trí Hokage của mình. Điều này được xem như là một dấu hiệu về cái chết sắp cận kề với ông. Khoảng 10 năm sau, khi các làng được thành lập, đại chiến ninja lần đầu tiên từ đó nổ ra, với sức khỏe bị suy yếu đi đáng kể, đệ nhất bằng với sức mạnh cuối cùng đã hy sinh trong cuộc chiến này. Cuối cùng, sự kết thúc của thánh nhân. Với mộc độn, Hashirama trở thành shinobi mạnh nhất trong thời kỳ của ông, cùng vô số khả năng bá đạo có thể kiểm soát được những con vĩ thú hay chữa trị mà không cần truyền thái y. Cho nên một số thế lực đã nổi lên để nỗ lực tìm kiếm nhằm chấm mút miếng thịt từ người ông. Đặc biệt là Orochimaru, với những kinh nghiệm đi vào lòng đất khiến cho 60 đứa trẻ phải hít nhang thay cơm qua ngày. Chỉ còn mỗi Yamato là người duy nhất sống sót. Còn Danzo vì ham muốn giàu sang mà đã không tuân thủ theo lời của hiền nhân, hắn đã truyền tế bào Hashirama vào cánh tay phải của mình với mục đích sử dụng nhiều Sharingan khác nhau, đồng thời tăng khả năng di chuyển Kotoa Matsukami. Ngay cả thằng bạn thân Madara cũng thèm thuồng sức mạnh hiếm có khó tìm của ông. Các cụ có câu, ở giữa hai cái chân thật là một tấm chân tình quả không sai. Với khả năng đoàn dự còn hơn cả Belu, có lẽ Madara đã biết được rằng cụ sẽ sống dài hơn thằng bạn khôi nố, cho nên bằng trình độ đớp thịt như đớp thính đã nhanh tay lấy được tế bào Hashirama trước khi nằm hết bụi. Nhờ đó mà ông thức tỉnh được Rinnegan vào những năm cuối đời. Cũng cần phải kể đến, thứ lớn nhất mà Hashirama để lại chính là hỏa chí của một shinobi. Nó được truyền từ đời này sang đời khác mà không hề biến mất. Đặc biệt với triết lý có làm thì mới có ăn, các Hokage tương lai đều trở thành những doanh nhân thành đạt biết nói đạo lý hơn. Điển hình như Hokage Đệ Tam, CEO có tâm với tập đoàn tầm cỡ thế giới Sarutobi. Ngoài ra trước đây, khi nghe được câu chuyện của Itachi, Hashirama cũng phải thừa nhận rằng Uchiha Itachi mang hỏa chí còn lớn hơn cả bản thân ông. Vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu tất tần tật sức mạnh về đệ nhất Senju Hashirama. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye!